À, bây giờ em thấy được slide rồi. Các em thấy được các cái slide của bài mới Vâng, chưa? em nhìn thấy rồi ạ. Nhìn thấy rồi phải không? Vâng Bây giờ ạ. chúng ta sang một cái bài tiếp theo là liên quan điều hòa chuyển hóa nhá. Vâng ạ. Liên quan điều hòa chuyển hóa này. Đấy. À, như vậy là chúng ta đã học xong cái chuyển hóa của carbohydrate nè, học chuyển hóa của lipid nè, học chuyển hóa của axit amin protein rồi nè. Và như như lúc đầu đấy thì cũng đã có dịp bà nói là chắc là cô Minh cũng đã nói rồi, tức là các cái chuyển hóa ở trong cơ thể là nó luôn luôn là liên kết với nhau đấy, và có liên quan đến nhau, và sự chuyển hóa đấy thì không phải chỉ xảy ra ở một tế bào đấy, mà xảy ra ở nhiều loại tế bào khác nhau. Đấy. Rồi nó lại mỗi một tế bào thì nó lại xảy ra ở các cái vị trí khác nhau. Để cô chỉ lấy ví dụ như là chuyển hóa của carbohydrate nhé. Sự chuyển hóa của carbohydrate thì chúng ta đã học là cái quá trình thoái hóa của phân tử glucose rồi. Nếu như theo con đường đường phân, theo con đường đường phân trong điều kiện yếm khí có ít oxy thì quá trình thoái hóa ấy sản phẩm cuối cùng là axit lactic. Đấy. Và sinh ra năng lượng ít, nhưng cái cơ bản là nó xảy ra chỉ xảy ra ở bào tương nhé, chỉ xảy ra ở bào tương. Đấy. Và của tế bào có thể gan cũng có, cơ cũng có, nhưng mà chủ yếu là tế bào cơ, là tại vì khi mà yếm khí tức là có ít oxy thì cái quá trình là oxy đến cái cơ ít hơn. Đấy. Đến cơ ít hơn, do đó mà thiếu oxy thì glucose thoái hóa tại cơ là tạo thành sản phẩm axit lactic và cho ra năng lượng một phân tử glucose chỉ cho hai ATP thôi. Đấy là cô nhắc lại này. Và quá trình đó chỉ xảy ra ở bào tương, và cụ thể là bào tương của tế bào cơ. Nếu như thoái hóa glucose theo con đường exo-dipho-phát, đấy, nhưng mà trong điều kiện ái khí, tức là có đầy đủ oxy, thì glucose sẽ chuyển thành pyruvate, rồi pyruvate sẽ chuyển thành acetylcholine. Acetylcholine đi vào chu trình citric cho ta toàn bộ cái năng lượng rất lớn. Nếu đi tính từ glucose cho đến cái lúc mà thoái hóa hoàn toàn thành CO2 và nước thì sẽ tạo được 38 ATP, đúng không ạ? Tạo được 38 ATP, và toàn bộ cái quá trình đó không chỉ xảy ra ở bào tương mà cho đến lúc tạo thành pyruvate thì nó xảy ra ở bào tương, nhưng từ pyruvate thành acetylcholine thì nó lại xảy ra ở trong ti thể, và chu trình citric, chu trình Krebs đó thì hoàn toàn xảy ra ở trong ti thể. Như vậy chúng ta thấy rằng là chỉ nguyên cái chuyện thoái hóa phân tử glucose rồi, mà nếu như ở tế bào gan rồi tế bào cơ thì cũng có thể có cái loại là thoái hóa chỉ trong bào tương, có cái loại là thoái hóa xảy ra cả trong bào tương và cả trong ti thể, đúng không? Đấy. Xảy ra cả trong bào tương và trong ti thể. Hay là cũng là thoái hóa glucose rồi, nhưng mà theo con đường pentose rồi, theo chu trình pentose rồi chẳng hạn, tức là theo con đường exose monophosphate trong chu trình pentose rồi, thì sản phẩm cuối cùng không phải là năng lượng ATP đấy, mà sản phẩm của nó lại là dưới dạng năng lượng là NADPH.
NADPH và tạo ra các cái đường pentose rồi, tạo ra các cái đường pentose rồi. Và quá trình đó thì lại xảy ra ở một số tế bào đặc biệt, trong gan cũng có, trong cơ cũng có, nhưng mà nó còn xảy ra ở trong hồng cầu, xảy ra ở trong tế bào của tuyến vú khi mà hoạt động, vân vân chẳng hạn. Đấy, như vậy tức là cùng là cái sự thoái hóa của phân tử glucose rồi thôi, chúng ta cũng thấy là nó có thể xảy ra ở các loại tế bào khác nhau. Đấy. Và ngay trong một loại tế bào nó cũng có thể xảy ra ở đoạn thì xảy ra ở bào tương, đoạn thì xảy ra ở trong ti thể, đúng không? Đấy. Thế và đấy là cô mới chỉ nói cái thoái hóa của glucose rồi. Thế còn trong tế bào còn không phải chỉ có thoái hóa của glucose rồi, mà còn tổng hợp glucose rồi nữa này, rồi lại còn thoái hóa của các cái lipid này, thoái hóa của các cái axit amin. Vậy thì chúng liên quan với nhau như thế nào? Chúng ta sẽ xem trong cái phần liên quan điều hòa chuyển hóa mà cô sẽ nói sau đây. Đấy, thì trước hết ta xem giữa cái liên quan giữa chuyển hóa của carbohydrate cô vừa mới nói nhá, với chuyển hóa của lipid, xem là nó có những cái liên quan như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng tưởng tượng ra này, cùng hình tưởng tượng nhá, rồi cô sẽ cho cái hình sau. Thoái hóa của carbohydrate theo con đường đường phân thì cung cấp cái gì? Là từ cái carbohydrate là glucose rồi có 6 carbon nhá. Đấy, xong rồi qua năm phản ứng sẽ tạo thành phân tử phosphodioxyacetone, và phosphoglyceraldehyde đấy. Và chính cái nguyên chất này này, tức là cái này là có ba carbon này, phosphodioxyacetone và phosphoglyceraldehyde là có ba carbon nhé, phân tử glucose rồi có 6 carbon nhé, qua năm phản ứng tách đôi thành hai phân tử, mỗi phân tử có ba carbon. Thì chính những cái phân tử ba carbon này lại có thể là nguyên liệu để tạo thành ra glycerol, là nguyên liệu để tạo thành glycerol. Cô xin lỗi, chữ này là glycerol nhé, glycerol là một ancol nhé, thiếu chữ R ở đây. Và ngược lại, glycerol thì nó là thành phần cấu tạo nên cái chất gì nhỉ? Glycerol là thành phần cấu tạo nên chất gì nào? Hiếu nào, Hiếu có biết không? Trung Cấu Hiếu tạo nào? là axit béo phải không ạ? Glycerol không phải là thành phần cấu tạo axit béo, mà là kết hợp với axit béo để thành lipid, đúng chưa? Glycerol là ancol kết hợp với axit béo để tạo thành lipid. Đấy, như vậy thì rõ ràng có cái sự liên quan giữa thoái hóa của glucose rồi với việc liên quan đến lipid đây. Đến lipid đây. Đấy. Thế rồi là nếu như cái carbohydrate tức là cái phân tử glucose rồi thoái hóa tiếp tục theo con đường đường phân trong điều kiện ái khí có oxy, tức là sau khi tạo thành phân tử PDA rồi phân tử PGA, tức là phân tử có ba carbon rồi đấy, nó thoái hóa tiếp tục sau năm phản ứng nữa để tạo thành pyruvate, xong rồi từ pyruvate nó đi vào trong ti thể, nó tạo thành acetin coenzyme. Đã thấy rằng là acetin coenzyme này lại là nguyên liệu để tổng hợp axit béo bão hòa, chúng ta nhớ chưa? Quá trình tổng hợp axit béo bão hòa là gắn những màu hai carbon lại với nhau, những màu hai carbon đó là acetin coenzyme. Đấy. Và ngược lại, nếu axit béo mà thoái hóa thì cũng tạo ra acetin coenzyme. Xem rằng là như vậy là giữa cái thoái hóa của carbohydrate theo con đường đường phân này có hai cái chỗ mà có móc nối, nó gọi là cái ngã ba để liên quan đến chuyển hóa của lipid đây, đúng không? Đấy. Rồi nếu như thoái hóa carbohydrate hóa glucose đấy theo pentose thì nó không tạo ra ATP nhưng mà nó tạo ra NADPH. NADPH là một dạng năng lượng mà cung cấp năng lượng cho việc tổng hợp các axit béo đi từ nguyên liệu là acetin coenzyme, nhớ chưa nào? Đấy.
Nguyên liệu là acetin coenzyme có thể tổng hợp axit béo bão hòa, nhưng mà từ cái phân tử nhỏ thành phân tử lớn thì cần năng lượng. Năng lượng đó lại lấy từ NADP, NADP do chu trình pentose cung cấp. Nên rõ ràng là có cái sự liên quan giữa cái chuyển hóa của carbohydrate với chuyển hóa của lipid, phải không ạ? Thứ hai nữa là có sự liên quan giữa chuyển hóa của carbohydrate và chuyển hóa của protein. Đấy. Chúng ta lại thấy rằng là thoái hóa của carbohydrate theo con đường đường phân thì cung cấp pyruvate nha, pyruvate. Đấy, tức là như vừa lúc nãy nha, cô vừa mới nói này, từ PGA này, PDA này, PDA tức là từ những cái màu carbon này qua năm phản ứng nữa tạo thành pyruvate, đúng không? Tạo thành pyruvate. Đấy. Khi mà tạo thành pyruvate thì cái phân tử pyruvate này amin hóa. Amin hóa tức là gắn với nhóm amin hoặc là trao đổi amin thì để thành alanin. Đấy. Và pyruvate là sản phẩm thoái hóa của carbohydrate chuyển thành alanin. Alanin là gì rồi? Là axit amin, đúng chưa? Như vậy là rõ ràng là có liên quan giữa chuyển hóa của carbohydrate với lại chuyển hóa của protein, phải không ạ? Đấy. Rồi chúng ta lại thấy rằng là trong cái quy trình kép nhá, là thoái hóa từ acetin coenzyme thì sẽ có lúc nó tạo thành alpha cetoglutarate. Alpha cetoglutarate này cũng được amin hóa hoặc là trao đổi amin thành glutamate. Glutamate là axit amin rồi. Rồi succinyl coenzyme nó lại là nguyên liệu để tổng hợp cái nhân hem. Đấy. Rồi tạo thành oxaloacetate tức là để mà kéo cái acetin coenzyme đi vào chu trình citrate đấy, chu trình Krebs đấy thì nó cũng amin hóa hoặc là trao đổi amin để thành aspartat. Aspartat và aspartat lại chuyển cái nhóm amin để mà tổng hợp urea. Như vậy là nó có liên quan giữa chuyển hóa của carbohydrate với chuyển hóa của protein, đúng chưa nào? Đấy. Bây giờ chúng ta mới xem là cái sự liên quan đấy như thế nào nhá. Đây, bây giờ cô nói trước hết là cái chuyển hóa của carbohydrate này, đây. Chuyển hóa carbohydrate là tất cả là trong cái ô màu xanh nhá. Các cái ô màu xanh này, đấy. Chúng ta sẽ thấy chuyển hóa của carbohydrate từ glucose hoặc là fructose hoặc là galactose thì các cái phản ứng chi tiết ở đây thì không nói được bởi vì đây là tóm tắt. Các bạn muốn biết thì các bạn dở lại cái bài thoái hóa carbohydrate ra nhé. Ví dụ từ glucose sẽ chuyển thành glucose 6 phosphat. Đây, chuyển thành glucose 6 phosphat. Đứng về con đường thoái hóa từ glucose 6 phosphat thì nó sẽ có thể qua 10 phản ứng để tạo thành pyruvate, tạo thành pyruvate. Và nếu qua 3 phản ứng thôi thì tạo thành cái sản phẩm trung gian ở đây là glycerol. Đấy. Từ glucose 6 phosphat nhá, qua 5 phản ứng tạo thành phosphoglyceraldehyde hoặc là phosphodioxyacetone thì dễ dàng chuyển thành glycerol. Dễ dàng chuyển thành glycerol. Đây, dễ dàng chuyển thành glycerol. Đây, đây là ở glucose 6 phosphat này dở dang thành PGA đây, phosphoglyceraldehyde này. Đây, cô đóng khung ở trong cái này. Phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde sẽ chuyển thành glycerol và glycerol sẽ tổng hợp thành ra là lipid, đúng chưa nào? Đấy là một cái vị trí liên quan nhá. Đấy. Nếu như từ glucose 6 phosphat mà chuyển thành ra là 6 phosphat này chuyển thành mà pyruvate này, axit pyruvate này rồi chuyển thành acetin coenzyme thì acetin coenzyme có thể tổng hợp ngược trở lại thành thành tổng hợp ngược trở lại thành ra axit béo đấy. Đây cái con đường tổng hợp bằng cái mũi tên hồng đấy, tổng hợp ngược trở lại thành axit béo đấy. Và nếu như từ lipid cũng có thể thoái hóa
axit béo và glycerol đây, thành axit béo rồi thành glycerol. Đấy, glycerol vừa nói lúc nãy rồi. Axit béo qua quá trình beta oxy hóa thì lại cũng tạo thành acetin coenzyme theo cái màu hồng ở đây. Như vậy tức là các cái bên mà màu hồng ở đây này là thể hiện cái sự chuyển hóa của lipid và nó có liên quan với chuyển hóa của carbohydrate ở các cái vị trí đó là phosphoglycerandehyde, là cái màu ba carbon này, cái màu ba carbon của thoái hóa carbohydrate này, màu ba carbon này thì liên quan đến tạo thành glycerol. Glycerol là acol của cái lipid này. Đấy, đấy là một cái chỗ mối liên quan. Cái mối thứ hai tức là từ acetin coenzyme thì acetin coenzyme nó có thể là chính nó là có nguồn gốc là carbohydrate theo cái mũi tên màu xanh ở đây. Đấy, theo con đường đường phân ái khí. Nhưng acetin coenzyme này nó cũng có thể có nguồn gốc từ cái lipid, từ cái axit béo theo con đường beta oxy hóa thành acetin coenzyme. Bản thân acetin coenzyme này có thể tổng hợp ngược trở lại thành ra axit béo bão hòa. Nhưng mà cái quan trọng là cái việc tổng hợp ngược trở lại như lúc nãy cô nói đấy là cần năng lượng lấy từ NADPH. Mà NADPH được sản xuất ra tại đâu? Được sản xuất tại ra từ chương trình pentose. Và chương trình pentose chính là cái con đường thoái hóa của các cái carbohydrate chuyển thành glucose 6 phốt phát và chỉ phosphorin hóa một lần thôi. Sau đó đi vào chương trình pentose và sinh ra NADP. Đấy. Như vậy là rõ ràng chúng ta thấy có cái sự liên quan giữa thoái hóa của carbohydrate với lại cái chuyển hóa của lipid, đúng không? Tức là toàn bộ cái phần màu xanh này liên quan với cái phần màu hồng bên này nhá. Bây giờ cái liên quan nữa là liên quan giữa thoái hóa của carbohydrate màu xanh ở đây với lại thoái hóa của protein, chúng ta sẽ thấy như sau. Như vậy là nếu như thoái hóa của carbohydrate đây tạo thành ra sản phẩm là pyruvate đây, sản phẩm là pyruvate 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 này có thể chuyển thành axit lactic không nói làm gì rồi đấy, nhưng mà pyruvate này có thể amin hóa hoặc là trao đổi amin. Pyruvate mà amin hóa và trao đổi amin thì thành cái axit gì nhỉ? Pyruvate là có mấy carbon? À, bạn nào biết nào? Tuấn Anh biết không? Tuấn Anh đâu nhỉ? Pyruvate có 3 carbon ạ. À, có 3 carbon. Thế nếu mà nó gắn thêm nhóm amin thì nó sẽ tạo thành gì? Alanin, đúng không? Hoặc là trao đổi amin thành ra alanin, đúng chưa? Đấy. Và alanin thì lại là axit amin rồi. Đấy. Như vậy là ngược lại, nếu như protein này mà có bị thủy phân tạo thành ra alanin thì alanin cũng có thể là trao đổi amin để tạo thành pyruvate. Sản phẩm pyruvate này có nguồn gốc của protein cũng đồng thời có nguồn gốc của carbohydrate, đúng chưa? Đấy. Thế rồi nếu như mà pyruvate hóa tiếp tục thành ra acetin coenzyme thì acetin coenzyme này có thể chuyển thành ra phân tử ricin, anh là có hai carbon chuyển thành ricin và axit amin là ricin thì cũng có thể tạo thành ra acetin coenzyme. Như vậy acetin coenzyme có thể là sản phẩm của carbohydrate cũng có thể là sản phẩm của ricin của protein đấy. Rồi acetin coenzyme đi vào chu trình citrat này thì như vậy là có giai đoạn nó tạo thành ra alpha cetoglutarate. Acetin coenzyme có hai carbon,
hợp với axit oxalo, axit có 4 carbon ra 6 carbon tạo thành citrat, rồi tạo thành isocitrat, rồi tạo thành alpha cetobutyrat có 5 carbon. Alpha cetobutyrat ấy có thể gắn amin tạo thành glutamate, đấy, giống như cái chất mì chính mà chúng ta vẫn ăn đấy, hoặc là trao đổi amin cũng tạo thành ra glutamate. Đấy. Rồi từ alpha cetobutyrat này tiếp theo trong cái chương trình citrat nữa thì sẽ tạo thành succinyl coenzyme. Succinyl coenzyme là có 4 carbon thôi, thì succinyl coenzyme lại là nguyên liệu để tổng hợp cái nhân hem, đấy, lại liên quan với protein. Rồi tiếp tục thoái hóa nữa, đấy, thành quay trở lại thành oxaloacetic. Trong chương trình citrat thành oxaloacetic này, thì oxaloacetic có thể trao đổi amin, amin hóa thành axit apatic, thành axit apatic. Axit apatic chính là axit amin là của protein rồi, nhưng mặt khác là axit apatic này lại cung cấp nhóm amin để tham gia trong chương trình ure, tham gia trong chương trình ure. Như vậy là sự thoái hóa của carbohydrate có liên quan đến quá trình thoái hóa và tổng hợp cái phân tử protein, đúng không? Đấy. Như vậy là rõ ràng là có liên quan giữa các chuyển hóa với nhau này. Carbohydrate liên quan với chuyển hóa của lipid, carbohydrate liên quan với chuyển hóa của protein. Đấy. Đấy, như vậy là bây giờ có một cái bệnh mà nó liên quan của cả ba chuyển hóa với nhau. Đấy. Đó là bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường, chúng ta vẫn nghe thấy bệnh đái tháo đường ạ. Bệnh đái tháo đường là cái bệnh mà đường huyết tăng cao lớn hơn khi đói, mà thử máu thì thấy nồng độ lớn hơn 7 milimol trên lít. Sao ạ? 7 milimol trên lít thì như khi đói phải không ạ? Đói, đấy. Đói Và chứ sau bữa còn ăn 2 tiếng thì nó lớn như cả hơn 11 hay sao ạ? 11 milimol trên lít, đấy là đường máu. Thế và vì đường máu cao như thế cho nên là quá cái ngưỡng đào thải của thận và đường sẽ bị đào thải ra ngoài. Đường đào thải ra nước tiểu thì do cái áp suất thẩm thấu cho nên là đường đi đào thải ra thì không những bệnh nhân là từ cái đầu tiên là đường huyết tăng thì trong nước tiểu có đường, và nước tiểu có đường thì kéo theo cái lượng nước ra cho nên bệnh nhân là tiểu ra đường đồng thời tiểu rất là nhiều. Đấy, đấy là cái triệu chứng thứ hai, tức là uống và tiểu nhiều thì đương nhiên là phải uống nhiều rồi, chứ bệnh nhân thì là uống nhiều tiểu ra nhiều đấy, và bệnh nhân thì lại đường huyết là luôn luôn tăng nhưng mà năng lượng thì không được sử dụng được, tức là không đi vào các cái con đường chuyển hóa của hydrat carbon để sinh ra năng lượng được. Đấy. Mà Đói. cái chính là bệnh nhân lại đói nên là nhiều, uống nhiều và tiểu nhiều Gây nhiều. và hậu quả là gầy nhiều. Đấy. Thì như vậy thế bây giờ nó rối loạn là ở chỗ nào? Rối loạn thì cái nguyên nhân chính ấy tức là thiếu insulin của tuyến tụy. Thiếu insulin của tuyến tụy. Cái insulin ấy thì nó giúp cho cái việc là các cái tế bào ấy là thu nhận glucose dưới tác dụng của một cái loại protein đó là các cái gút gút chúng ta không được học kỹ cái chuyện đó, nhưng mà insulin thì ảnh hưởng đến cái chuyện là làm cho glucose từ trong máu phải vào chui được vào trong tế bào. Thế bây giờ cái insulin mà kém thì cái glucose giờ ở trong máu không vào được trong tế bào thì nồng độ glucose trong máu đương nhiên là tăng, đúng không? Và không vào trong tế bào được thì glucose ấy lấy đâu ra để mà thoái hóa thành ra glucose 6 phosphat? Không thoái hóa được thành glucose 6 phosphat. Và thực tế lại như thế này nữa. Lại là phân tử glucose giờ chuyển thành glucose 6 phosphat thì chúng ta còn nhớ là dưới tác dụng của cái enzyme exokinase. Cái exokinase này lại được hoạt hóa bởi insulin.
Không có insulin thì nó kém hoạt hóa và glucose không được chuyển thành glucose 6 phốt ra. Như vậy ở đây chúng ta thấy là cái vai trò của insulin thứ nhất là làm cho glucose ở trong máu không vào được các tế bào. Rồi vai trò thứ hai nữa là insulin không hoạt hóa được exokinase, làm cho glucose không chuyển hóa thành glucose 6 phốt ra. Và con đường ấy bị chặn ở đây, cô có đánh dấu hai cái đen ở đây, con đường bị chặn ở đây. Và nếu con đường bị chặn ở đây thì như vậy là glucose 6 phốt không có cái chuyện đi xuống dưới này để mà tạo ra năng lượng, rồi là đi vào trình citric sinh ra năng lượng, hoặc là đi sang axit lactic để tạo ra cái mức năng lượng kém hơn, là không có được cái đoạn xanh xanh ở dưới này, không có, phải không ạ? Tức là bệnh nhân không có năng lượng, bệnh nhân sẽ cảm thấy là bị đói đấy. Thế và không có, đồng thời lại như thế này nữa, lại là ngay cả bị chặn tại giai đoạn trên này, cho nên là không tạo được glucose 6 phốt phát thì cũng không đi được vào cái trình pentose. Và nếu không đi được vào chương trình pentose thì đương nhiên là không tạo được NADPH2, đúng chưa? Không tạo được NADPH2 nhé. Đấy, cô cũng có cho hai cái gạch đen để chặn cái chỗ này, tức là không tạo được NADPH2. Đấy. Như vậy là rối loạn đầu tiên là của chuyển hóa carbohydrate của glucose rồi này, làm cho nồng độ glucose trong máu tăng và cơ thể không có năng lượng. Thì nếu như tế bào cơ thể nó không có năng lượng thì nó có thể dùng năng lượng của thoái hóa lipid được không? Đấy. Mà cái chuyển hóa lipid ấy là sinh ra cái mức năng lượng rất lớn. 1 gram lipid là tạo được 9,3 kilocalo, trong khi 1 gram carbohydrate thì chỉ tạo được 4 phẩy4,2 kilocalo tám thôi. 4 phẩy mấy đấy, cũng không nhớ nữa, nhưng mà đến 5 calo, đúng chưa? 5 kilocalo. Đó. Như vậy thì cơ thể nó lại có thể sử dụng lipid để mà thoái hóa bù lại năng lượng của carbohydrate không có, đúng không? Đấy. Nhưng nếu nó sử dụng lipid thì sẽ có cái chuyện là tạo ra axit béo, tạo ra glycerol, tạo ra axit béo, tạo ra nhiều acetylcholine, rất nhiều acetylcholine. Mà nếu như acetylcholine mà đi được Krebs sẽ sinh ra năng lượng, nhưng mà không phải là tất cả các cái acetylcholine có thể đi được vào trong chu trình citric đấy, bởi vì nó còn phụ thuộc vào để mà lôi acetylcholine đi vào trong nữa. Cô sẽ nói sau đến cái chuyển hóa của protein nhá, cô sẽ nói sau. Nhưng mà như vậy thì sẽ lipid mà sẽ tạo ra rất nhiều acetylcholine, và thông thường nhiều acetylcholine ấy thì sẽ được tổng hợp ngược trở lại thành ra axit béo, nhưng mà cái đường tổng hợp ngược trở lại thì cần có NADPH, mà NADPH không có của cái pentose rồi, nên là không tổng hợp ngược trở lại axit béo được nữa, phải không ạ? Và không tổng hợp ngược trở lại axit béo thì nó lại dừng lại dở dang ở các cetonic, đấy. Cetonic gồm có 3 chất: aceton là một, beta hydroxybutyric là hai, acetoacetic là ba. Các cetonic này nhiều quá ở trong máu sẽ đào thải ra ngoài nước tiểu, và nếu nó đào thải ra ngoài nước tiểu thì ở bệnh nhân tiểu đường ấy, là trong nước tiểu ngoài cái chuyện là có đường còn có cái chất cetonic, lại có aceton, nên là nước tiểu có thể có mùi thơm. Thế ngày xưa thì không có các cái xét nghiệm để mà phát hiện cái cetonic trong nước tiểu, thì các cái ngự y, tức là các cái bác sĩ cho vua chúa ấy, thì là phải ngửi nước tiểu thôi để xem có mùi thơm hay không đấy, thậm chí là phải nếm nước tiểu xem có glucose rồi hay không mới chịu họ đấy. Nhưng bây giờ thì không có cái chuyện đấy, ta có thể làm xét nghiệm để phát hiện ra được họ. Nhưng nếu như cái cetonic này mà không đi ra, lại ứ đọng nhiều quá mà đọc không hết, cái cetonic nó tăng trong máu
Đấy, chúng ta lại cetonic này, nào là alpha cetoglutarate, nào là beta hydroxybutyric, nào là acetoacetic, đấy, đều là axit cả, thì nó sẽ làm tăng cái tình trạng axit ở trong cơ thể, người ta gọi là gây cái tình trạng acidosis, tức là nhiễm toan máu. Đấy, nhiễm toan máu tức là pH của cái người bệnh tiểu đường ấy mà đến giai đoạn nặng rồi á thì không ở trong cái tình trạng là pH là 7,43 nữa, mà pH có thể là sẽ rất axit, và như vậy cũng gây đến cái tình trạng nguy hiểm, bệnh nhân có thể tử vong. Đấy. Thế nhá, thế đấy là cái bệnh đái tháo đường là liên quan đến rối loạn của chuyển hóa glucid và liên quan đến chuyển hóa của lipid. Và xem như vậy thì bệnh nhân đái tháo đường có nên ăn lipid để mà thế hay không? Thay thế năng lượng hay không nào? Nào, Tuấn Anh biết không? Đấy, lipid thì sinh ra nhiều năng lượng, có nên ăn lipid để thay thế cái carbohydrate không? Tuấn Anh đâu rồi? Không hiểu đâu. Không ạ, em nghĩ là không. Không, là bởi vì nếu ăn nhiều lipid thì sẽ ứ động cái acetin coenzyme A dở dang, không tổng hợp ngược trở lại được, và chính là ứ động cetonic. Ứ động Vâng. cetonic sẽ rất nguy hiểm, là gây cái tình trạng acido và Nhiễm nguy cơ toàn máu. nhiễm toan máu. Thế vậy thì cái người bệnh đái tháo đường này phải khuyên người ta ăn cái gì? Thì khuyên người ta ăn protein. Lý do tại sao lại ăn protein? Đây, protein thoái hóa thành ra pyruvate, không nói làm gì, thành ra glycine, rồi thành acetin coenzyme, không nói làm gì. Nhưng mà nếu như thành ra aspartic, sẽ chuyển thành acetoacetic, và acetoacetic chính là cái chất mà kéo cái acetin coenzyme vào trong chu trình synthetic, đúng chưa? Nếu Vâng. kéo acetin coenzyme vào trong chu trình giải quyết được cái chuyện là không tăng cetonic ở trong máu. Đấy, đấy là một. Hay là cái thứ hai, cái tiếp theo nữa là cái các protein này thoái hóa ra glutamate, glutamate sẽ chuyển thành alpha cetoglutarate. Alpha cetoglutarate là một chuyển citrate. Như vậy là cũng làm cho chuyển citrate này sẽ sinh ra năng lượng, tiếp tục thoái hóa sinh ra năng lượng. Rồi là tạo thành ra đấy, alpha cetoglutarate này, đấy, aspartat này, đấy, vân vân. Như vậy thoái hóa của protein sẽ giúp cái chuyện là trong quá trình thoái hóa protein sinh ra năng lượng rồi, nhưng một mặt là tạo ra các cái sản phẩm, mà các cái sản phẩm này lại kéo theo các cái acetin coenzyme, các cái acetin coenzyme đi vào trong chu trình citric sinh ra năng lượng, tức là vớt vát được cái quá trình thoái hóa của carbohydrate. Đấy. Là ở bệnh nhân đái tháo đường là một cái bệnh mà triệu chứng thì là nồng độ gluco trong máu tăng, bệnh nhân thì tiểu ra gluco rồi và ăn nhiều, tiểu nhiều và gầy nhiều, nhưng cái chính là rối loạn chính là của chuyển hóa carbohydrate, nhưng mà kéo theo cái rối loạn chuyển hóa của lipid và liên quan đến chuyển hóa của protein. Với người mà đái tháo đường ấy, thì chế độ ăn của người ta đương nhiên là không ăn carbohydrate rồi, ăn nhiều carbohydrate đường máu càng tăng không tốt, ăn nhiều lipid vào thì lại acetonic lại tăng, như vậy là toan hóa máu. Đấy. Và như vậy người ta chỉ ăn thêm, ăn nhiều, tăng cường protein vào để giải quyết cái chuyện là rối loạn cái chuyển hóa carbohydrate và rối loạn cái chuyển hóa của lipid mà thôi. Thế nhá, đấy là cái liên quan điều hòa các chuyển hóa thì có vấn đề như vậy. Thực ra đây là một cái bài mà cô chỉ ôn lại thôi, các bạn phải biết rồi. Đấy, đáng lý ra không cần cái bài này. Đấy, nhưng mà thôi thì vẫn cứ trình bày để cho các em cũng làm một lần ôn lại nữa. Bây giờ chúng ta nghỉ rồi vào tiếp một cái bài thứ ba nữa nhá. Đây các em nghỉ Vâng. một chút rồi tiếp bài thứ ba.